Ủa, giao hàng. Mình đâu có, mình đâu có order gì đâu. À, thì ra là chương trình. Khẩu vị ngôi sao. Hồi không nói sớm. Trơn, xin chào nha, xin chào. Ok, vô nhà, vô nhà. Come here. Xin mời. Ngồi chơi, ngồi ghế chơi đi chứ. Trời ơi, nói chung khách tới nhà không trà không nước. Rồi, thôi mời ghế chơi. Ủa không hả? Lắc đầu một cái. Tôi thấy đâu mà giờ lắc mới qua cái. Ừ, đó, không có chịu luôn. Ok, giờ vô bếp liền luôn hả? Cái gì mà vội vã quá. Mình phải từ tốn thôi, ok. Xin trân trọng giới thiệu, đây là gian bếp nhà Minh Sù. Thực sự ra thì ngôi nhà này cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Minh Sù tự trang trí cho mình một nơi để mình có thể relax, cái nơi mà mình cảm thấy nhẹ nhàng nhất và thoải mái nhất. Đây là gian bếp mà từ rất lâu rồi tôi không nấu nướng. Đây là ly đó, Minh Sù rất thích uống rượu vang cho nên là trên đây có rất là nhiều ly uống rượu vang. Xin trân trọng giới thiệu tủ lạnh. Trên tủ lạnh này thì Minh Sù có rất là nhiều kỷ niệm. Giống như là những cái cục khích tủ lạnh nè, là có rất là nhiều nơi. Đây là bạn Minh Sù đã đi Ấn Độ tặng. Đây là ở Hàn Quốc. Đây là ở Hàn Quốc luôn. À không, đây là ở Nhật. Ở Sapporo ở Nhật. Có rất là nhiều hình của Minh Sù. Hey, gia đình tôi nè. Đây là ba mẹ. Mở tủ ra khoe với mọi người là hôm nay nhà mình có gì. Yeah, nhà mình luôn luôn có nước đá mọi người ơi. Và một số thịt nhẹ. Bởi vì là Minh Sù không có thích ăn cá và không biết chế biến cá luôn, cho nên là Minh Sù ăn thịt. Đây là thịt cốc lết, đây là thịt sườn. Đây là kem, Minh Sù thích ăn kem cho nên mua kem để dành. Sống mình mà vậy thôi chứ. Chuẩn bị. Đây là cái gia tài của cuộc đời tôi. Đấy. Rất là nhiều rau. Ăn rau cho đẹp da. Đặc biệt hơn hết là mình sẽ rất thích ăn chân gà. Đây, chân gà ngâm xả tắc. Món favorite. Đấy. Ngồi chơi, mình ăn xong cái này thì mình quay tiếp đi chứ. Trời đất ơi, sao thèm quá. Thôi, làm nhiệm vụ đi. Chắc chắn sẽ có những loại trái cây mà Minh Sù thích. Ổi, có cam nữa. Đây. Đặc biệt là thích kim chi lắm, cho nên là hay ăn kim chi. Thích cheese, có rất là nhiều loại cheese khác nhau. Nó không có quá béo đâu, mọi người nghe cheese thì béo nhưng mà thực sự là mình ăn cheese, uống rượu vang thì rất là tốt sức khỏe luôn. Tại sao mọi người thấy là Minh Sù bảo toàn được nhan sắc của mình cho tới tận ngày hôm nay? Đây, giá trị tài sản. Đây là cả khối mặt nạ mà Minh Sù để trong tủ lạnh sẵn. Đây là mặt nạ nâng cơ các bạn ạ. Sau khi nâng cơ xong thì chúng ta sẽ đắp mặt nạ ngọc trai cho nó sáng da. Sau khi mà mọi người đi quay hình rất là nhiều, makeup rất nhiều, chúng ta phải ủ dừa lên trên mặt. Mỗi lần mà các bạn buồn, các bạn chỉ cần đắp mặt nạ có con gấu lai, hiểu không? Đó, nhìn cái mặt như con gấu, không? Đó là chúng ta sẽ vui trở lại thôi. Đi ra ngoài đường không đeo kiến. Đây, mặt nạ cho mắt, đeo kiến vô mắt. Dễ gì mà không làm đẹp môi á. Mặt nạ môi để vô một cái rất tuyệt vời luôn. Một bờ môi gợi cảm lắm mọi người ơi. Miền Trung thì Minh Sù lại thích, thứ nhất đó chính là Đà Nẵng thì thích ăn heo cuộn hai da đó, rồi cả mì Quảng nữa. Bên cạnh đó thì nếu như các bạn nào đã từng đi Đà Nẵng thì chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua cái món là bánh tráng đập. Đập xuống một cái rồi ăn, eo ơi, nó rất là dễ thương mà nó rất là ngon. Cái món mà Minh Sù thích nữa là ở Đà Lạt, là cái món bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng không, mình bây giờ mình không kể tiếp được nữa được không, chứ mà bây giờ thèm quá rồi. Giỡn thôi, chứ còn ở Hà Nội thì Minh Sù lại thích bún đậu mắm tôm. Kinh khủng khiếp luôn. Nếu như mà không lầm thì đó chính là một cái quán ở Hàng Khay, đi vào hẻm rất là sâu. Thế nhưng rằng là ở trong đó thì có hai cái quán bún đậu mắm tôm lận, nhưng mà cái quán ở bên trong cùng đó các bạn, những người nào mà là dân địa phương hoặc là các bạn đã từng khám phá những cái món ăn mà cực kỳ ngon thì các bạn sẽ biết là cái quán thứ hai trong cùng nó mới ngon. Còn Sài Gòn thì chắc chắn rất là nhiều món ngon rồi, đặc biệt Sài Gòn thích nhất là lẩu, đúng không? Lẩu dê. Lẩu dê.